Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Ha ha ha.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sương gió nuôi lớn khôn con, một chiều mưa rơi ân cần cha nói, con nơi hay sống nên người, mất đi cha cũng mỉm cười khi mà
một mình con bước trong đời. Lời cha dạy dỗ con nguyện ghi suốt cuộc đời, dẫu qua ngàn năm vẫn không quên. Cha ơi, cha là muôn ánh sao trời, soi dọi con suốt cuộc đời. Con khôn lớn cha cũng ra đi, từng lời cha nói như còn đâu đây. Cha ơi, con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ muôn đời. Cha sương gió nuôi lớn khôn con, một chiều mưa rơi ân cần cha nói. Con ơi hãy sống nên người, mất đi cha cũng mỉm cười, khi một mình con bước trong đời. Lời cha dạy dỗ con nguyện ghi suốt cuộc đời, dẫu qua ngàn năm vẫn không quên. Cha ơi, cha ơi, cha là muôn ánh sao trời, soi dọi con suốt cuộc đời. Con khôn lớn cha cũng ra đi, từng lời cha nói như còn đâu đây. Cha ơi, con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ muôn đời. Cha ơi, con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ muôn đời. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cựu chiến binh và gia quyến đồng chí Nguyễn Văn Phương cùng các vị quan khách tập trung trước linh cữu đồng chí để ban tổ chức tiến hành lễ kỷ niệm. Đội tiêu binh chuẩn bị hướng về linh cữu đồng chí Nguyễn Văn Phương. Đằng trước bước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cựu chiến binh, kính thưa gia quyến cùng các vị quan khách, đến từ lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Phương về phía lãnh đạo Hội Cựu chiến binh quận Bình Tân có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận. Về phía lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường có đồng chí Nguyễn Văn Thiều, Phó Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh phường, trưởng ban tổ chức lễ tang, cùng với sự có mặt của đồng chí cán bộ, hội viên cựu chiến binh, thân bằng quý thuộc của đồng chí Nguyễn Văn Phương. Sau đây, ban tổ chức kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thiều, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Tân Tạo A đọc điếu văn để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Văn Phương. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh phường, cùng các đồng chí cán bộ hội viên cựu chiến binh phường, cùng gia đình Tài Nguyễn, kính thưa bạn bè thân hữu, bà con lối xóm ngõ ngoài hai bên và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Phương có mặt trong buổi lễ truy điệu hôm nay. Với niềm thương tiếc vô hạn, hội cựu chiến binh Việt Nam nói chung và hội cựu chiến binh phường Tân Tạo A nói riêng cùng bạn bè đồng chí về đây tổ chức lễ truy điệu và tiễn đồng chí Nguyễn Văn Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các đồng chí Nguyễn Văn Phương sinh ngày 1/1/1968 tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Do cơn nhồi máu cơ tim đột ngột, dù đã được gia đình và bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng đồng chí không vượt qua được, đồng chí đã rút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ ngày 11/7/2020, nhằm ngày 24/5/1970 tại Tư Gia, Tử Thọ, Vĩnh Lương, 53 tuổi. Đồng chí xuất thân từ gia đình bần nông, đồng chí nhập ngũ tháng 2/1987, công tác tại đại đội 18 trực thuộc trung đoàn 201 sư đoàn 302 mặt trận 479 chiến trường Campuchia. Năm 1989 đồng chí xuất ngũ về địa phương. Năm 1995 đồng chí tham gia hội cựu chiến binh Việt Nam. Từ năm 2006 đến 2010 đồng chí là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu 3, ủy viên ban thường vụ ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Tân Tạo A. Tháng 1/2011 đến nay đồng chí sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh khu 3, phường Tân Tạo A. Trong chiến đấu làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, đồng chí Nguyễn Văn Phương đóng góp nhiều thành tích trong chiến đấu và bảo vệ sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Qua những đóng góp đó, đồng chí đã được Đảng và nhà nước trao tặng huân chương chiến công hạng 3 và nhiều bằng khen giấy khen khác. Kính thưa gia đình đồng chí Nguyễn Văn Phương cùng bà con cô bác anh chị có mặt trong buổi lễ truy điệu hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Phương mất đi chi hội cựu chiến binh khu 3 phường Tân Tạo A, mất đi một đồng chí thân thiết, gia đình mất đi một người con, người anh, người cha thân yêu. Đây là một tổn thất lớn cho hội cựu binh phường Tân Tạo A cũng như gia đình đồng chí Nguyễn Văn Phương. Chúng tôi xin chia buồn cùng đồng chí, gia đình đồng chí và mong gia đình nén đau thương tiếp tục phát huy truyền thống để mãi mãi xứng đáng là một gia đình cách mạng gương mẫu. Trước giờ tiễn biệt đồng chí Nguyễn Văn Phương, người đồng chí kính mến, tôi đề nghị chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí. Một phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thiều. Sau đây, ban tổ chức kính mời ông Nguyễn Thành Nhân, đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Phương phát biểu cảm tạ. Xin kính mời. Kính thưa các đồng chí, hội cựu chiến binh quận, đồng chí hội cựu chiến binh phường Tân Tạo A, tôi là Nguyễn Thành Nhân, đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Phương. Chân thành cảm ơn các đồng chí tổ chức buổi lễ truy điệu hết sức trang nghiêm cho tôi. Trong quá trình đăng lễ, gia đình có nhiều sự sống, xin các đồng chí bỏ qua. Xin kính chúc mình thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cựu chiến binh và thân bằng quyến thuộc đã tham dự lễ truy điệu chính quyền phương. Lễ truy điệu chính quyền phương đến đây kết thúc. Và xin mời đồng chí Quốc Nhan đại nhà mẹ này có những phần đáp hơn cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu những lời. Trên cho con được thấy cha trở về, dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơm mong. Được nhìn cha yêu cười tươi như hôm nào, dạy con học chữ hiếu, khuyên con phải biết nhường nhịn nhau. Gian khổ năm nào cha không màng sương gió ngày đêm, trọn đời không quên tình cha yêu dấu. Những tháng ngày vui có giữ được lâu, thân xác còn đâu bây giờ dưới lòng mộ sâu. Con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về, dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơm mong. Từng giọt lệ rơi trên những lời con đang viết, trọn đời con tha thiết tôn thờ bóng hình của cha. Thank you.
mang nặng đè đau. Nơi khu con nằm chỗ ướt mẹ lắm, bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân hao gầy nhìn mẹ xót thương. Nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi, mong con nên người lòng mẹ được với. Xin ông trời ban cho phước lành, con dại khờ được lớn khôn nhanh, thân heo mòn lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển phù lai làng ngơ, con nuôi mẹ mà kể tháng về ngày. Hò ơi hò, người ơi, đời bề dâu ôi, cuộc đời bề dâu, tóc pha màu mẹ hiền con đâu. Cho con những lỗi lầm con đã làm cho mẹ buồn phiền lo lắng cho con. Giờ này con đã nên người, mẹ ơi, giờ này mẹ ở nơi đâu? Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu, bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, nơi khu con nằm chỗ ướt mẹ lăn. Bao tháng ngày nuôi con vất vả, cả cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân héo mòn lòng mẹ thương con. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển phù lai làng ngơ, con nuôi mẹ mà kể tháng kể ngày. Hò ơi hò, người ơi, đời bề dâu ôi, cuộc đời bề dâu, tóc pha màu mẹ hiền còn đâu? Báo hiếu chưa tròn cha mẹ còn đâu, bao đêm âu sầu nhỏ lệ con tim. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Con hối hận giờ quá muộn màng, suốt cuộc đời sám hối ăn năn, biết bao giờ gặp lại mẹ yêu. Đi xa
mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con. Những đêm mưa gió tới bời, tiếng con thơ khóc ra rời, đau đớn lòng cha nước mắt rơi. Đời cha sương gió nuôi lớn khôn con. Một chiều mưa rơi ân cần cha nói. Con nơi hay sống nên người, mất đi cha cũng mỉm cười khi một mình con bước trong đời. Lời cha dạy dỗ con nguyện ghi suốt cuộc đời, dẫu qua ngàn năm vẫn không quên. Cha ơi, cha ơi, cha là muôn ánh sao trời, soi dọi con suốt cuộc đời. Rồi con khôn lớn cha cũng ra đi. Nay làm gì?
đồ thì riêng của ta thì nó chẳng có gì mình nhờ nó đem đi luôn giùm. Hướng đi chở trên trước cũng còn không, mà không ai chịu nổi đâu mà hết we'll be right back.
nha. Đúng rồi. Rồi mà vậy. Anh chị dẫn đầu. Rồi đứng We'll be right back.
được nói rồi chắc toàn rồi nha. Tới đây. Cái gì nói vậy lâu? Trời ơi, đi tới đây. Được, được. Cái bà giữ được không đó? Rồi. Dạ, sai không? Dạ, sai không? Dạ, sai không? Dạ, sai không? Tới đây. Rồi, qua được anh ơi. Anh có lái nhiều đi anh. Rồi, giờ sao anh làm ơi? Rồi, sao nào cũng có ngó chừng nữa, coi nó ngủ. Rồi, chút nè. Cái đó không có chừng một đêm rồi nè. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Lúc nào 11 giờ khuya mà hôm qua mà ngó chừng cho nó ngủ. Dạ, dạ. Để kêu hả luôn đó, làm ơi. Mở rồi, để lấy vậy. Không. Chừng chút là. Nè nghe nè, dám đứng chắc chạy ra dưới cây chạy nhất á, em chạy về đi nghe luôn cây nhất thôi nhúc nhúc bơi về đi bỏ cái xuống nhúc nhúc thôi nghe nè, dám đứng chạy đến nằm cây chạy về đó nha. Bài ngoại vậy đi, ta không bỏ đâu. Bỏ nhẹ thôi. Ừ. Chú Thần bỏ chưa? Bao hết rồi rồi. Hả? Bao hết rồi. Ừ. Tại em có gì dưới không? Cho cái gen ngủ súc rồi. Đi đi nước vào không? Rồi đi đi xe khác. Gen Nguyễn Quang Phương, Quang Mạng, Sanh Bảo Thanh Nguyên, Trời Trần Nhầm Ngài. 21 tháng 5 năm Canh Tý được Nguyên Trần để 53 tuổi lai đáp gia đình và địa chỉ số 123 đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A, huyện Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát dân sinh họ Tào Vĩnh Thành, Duy Phú Lai, Hề Duy Phú Lai, Tân Dương, Tịnh Độ, Bạch Dương Cai, Trần Dương Văn Nguyên, Ngốc Đá, Dân Hậu, Thờ Tử, Bộ Bộ, Thiên Giai, Sám Hối, Nguyễn Thái, Địa Tạng, Thầy Tôn, Đức Trọng, Ngọc, An Ngo, An Nhi, Đà Hòa, Hòa Thú, Hòa Thú, Ba Xá, Nguyễn Ngọc Lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chạy lên coi cầm gà hay cậu con tên nhớ luôn. Thấp xuống. Quay lại chị cho bao. Quấn nghe phao câu nó kêu rồi. Lấy cây thành, lấy cây gõ thành. Nước vậy nãy đem cái lo. Nước thì nước làm sao? Cái nước. Nhà ma nhà trống hả? Thôi đừng mở nữa, tắt đi. Bi đứng dậy, Bi đi qua đây nè, Bi đi qua đây, Bi hai mươi một tháng năm năm Canh Tý, Nguyễn Dương Trần thể 53 tuổi, lai đáo đây. Tiền rồi địa chỉ số 123 đường Trần Thanh Mãi. Trần Thanh Mãi. Trần Thanh Mãi. Trường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, kính pháp nhân trên họ tài hướng từ khi thứ lai đầu đi thứ lai tây phương đình độ bạch thiên ca nhất trần nguyên phong dương nhất đáo nhưng mà cờ tử bộ kim giao sám mới.